Đề bài cho hình chóp SABCD, SA đường K, đấy là hình chữ nhật. Xác định khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Vẫn theo phương pháp thầy dạy, A là chân vuông góc. Vậy thì đúng theo phương pháp, chúng ta muốn tính khoảng cách đến mặt B, chúng ta kẻ hai đường. Thứ nhất, từ A các em kẻ ra thành một đường nào đó vuông góc với cạnh đối diện, hay nói cách khác chính là giao tuyến của SBC với mặt đáy, chính là BC. Thì ở đây chúng ta có sẵn luôn, đó là AB. Bởi vì đơn giản là AB đã vuông góc với BC, vì đấy là hình chữ nhật. Tiếp theo chúng ta có SB tương ứng. Vậy thì từ A tôi kẻ đường vuông góc với SB là sao? Ở đây thì gọi là A. Chúng ta kẻ vào. Đây dễ dàng, nó chính là khoảng cách chúng ta cần tìm. Rất dễ phải không nào?